Ngài là sức sống của con Lời Ngài là ánh sáng đời con Lời Ngài làm chứa chan hy vọng Là đường để con hàng dõi bước Lời Chúa Giêsu Christos, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Ngân xin quý vị và anh chị em lắng động tâm hồn cùng suy niệm lời Chúa với Linh Mục Phao Lô, Nguyễn Trọng Thiền. Xin kính chào quý ông bà anh chị em và kính mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe và suy niệm lời Chúa của ngày thứ tư tuần 12 mùa thường niên. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là những sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng nên hệ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu, cây tốt không thể sinh quả xấu cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. trong bài tin mừng hôm nay trước hết Chúa Giêsu ví những vị ngôn sứ giả như là những người đồi lốt chiên nhưng thực sự họ là những sói dữ tham mồi khi cảnh báo các môn đệ điều này một cách gián tiếp Chúa Giêsu nhắc nhở các ông hãy cẩn thận đừng để lòng tham biến mình trở thành những vị ngôn sứ giả sứ vụ của một vị ngôn sứ thật là công bố lời Chúa, chứ không phải công bố lời của riêng mình. Và ơn gọi của một vị ngôn sứ thật là sống và thực hành điều được Thiên Chúa sai đi công bố. Tiếp đến, Chúa Giêsu nói đến phương thế để phân biệt được ngôn sứ thật và ngôn sứ giả bằng cách xem hoa quả của công việc họ làm cũng như cây tốt sẽ sinh trái tốt và cây xấu cây xấu sẽ sinh trái xấu vị ngôn sứ thật sẽ mang lại những điều tốt lành thánh thiện qua cách sống và công việc của họ và ngược lại vị ngôn sứ giả sẽ gây ra những điều mang lại những hệ lụy không tốt cho cộng đoàn cũng như cho cá nhân trong tin mừng nhiều lần Chúa Giêsu chỉ trích những ngôn sứ giả là những người sống giả hình như các tư tế, sống phô trương như các pha và sống nệ luật như các luật sĩ. Chúa Giêsu cũng đề cao những ngôn sứ thật như Gia Kêu có lòng khiêm nhường, như Mát-theo biết hướng thiện, như người Samariano tỏ lòng nhân hậu với người bị nạn. Và Chúa Giêsu kết luận: Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Trong dân gian người ta thường nói, gieo gió thì gặt bão, hay gieo nhân quả nào thì gặt quả đó. Và ngược lại, nếu gieo yêu thương thì gặt nhân nghĩa, hay gieo công lý thì gặt hòa bình. Luật nhân quả là một phần căn bản của giáo lý Phật giáo. Phật giáo dạy rằng luật nhân quả sẽ quyết định cho cuộc sống của mỗi người trong đời sống hiện tại cũng như trong tương lai và không ai có thể tránh được quy luật này. Là người kỳ tơ hữu, qua phép rửa tội chúng ta được sức giàu thánh hiến để trở thành những ngôn sứ thật của tin mừng nước trời trở thành những người gieo hạt giống phúc âm cho nhân thế như Đức Kitô đã làm. Mỗi ngày chúng ta được mời gọi gieo những hạt giống tốt của lòng nhân hậu và từ bi qua tư tưởng, lời nói và việc làm để gặt hái được những hoa quả của yêu thương, bình an và hoan lạc sống trong thế giới ngày nay chúng ta dễ dàng bị cuốn vào các trào lưu sống hưởng thụ vụ lợi chiếm hữu ích kỷ cá nhân loại bỏ lẫn nhau và lạnh cảm trước những đau khổ của người khác dễ dàng chúng ta bị biến hóa thành những vị ngôn sứ giả điều này không loại trừ những người có quyền cao chức trọng trong xã hội hay trong giáo hội và cũng không loại trừ giáo sĩ tu sĩ hay giáo dân càng có học càng có quyền có địa vị hay chức tước thì chúng ta càng dễ dàng bị biến hóa thành những ngôn sứ giả hàng ngày chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu chuyện đau thương xảy ra trong xã hội và giáo hội vì hệ lụy của những vị ngôn sứ giả ngay, ngay cả những người vô thần ngày nay cũng đổi lốt tôn giáo để trục lợi qua những chương trình có tên gọi rất tốt lành thánh thiện như du lịch tâm linh. Ước gì lời Chúa hôm nay nhắc nhở và đánh động mỗi người chúng ta luôn luôn cố gắng gìn giữ ơn gọi của những ngôn sứ thật qua cách sống khiêm nhường và những việc làm bác ái để mang lại hoa quả tốt tươi cho nước trời trong tâm tình đó chúng ta cùng cầu nguyện lạy chúa xin ban ơn giúp sức và hoán cải mỗi người chúng con là những người tham lam yếu đuối và mê muội dễ bị cám dỗ trở thành những ngôn sứ giả tạo ra những hoa quả xấu xa của sự ghen ghét hận thù và giết chóc như đang xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Xin soi sáng chúng con nhận ra được ơn gọi cao quý mà chúng con đã lãnh nhận qua bí tích thánh tẩy là trở thành những ngôn sứ chân thật của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết lấy lời Chúa làm ngọn đèn dọi bước chân con và luôn trung thành trong việc sống lời Chúa mỗi ngày để mang lại hoa quả thánh thiện và tốt tươi cho nước trời và cho mỗi người. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tới. Lầu Đế Thua Giê-xu Christos, Ngợi Khen Chúa Giê-xu